Jen đang đi trên downtown, đi xuống downtown của Houston nè. Ok. Mọi người đoán thử Jen đi đâu? Mỗi lần mà video là chỉ có đi mua nhà thôi. Ok, so quay cái đường downtown cho mọi người thấy được đó. Beautiful ha. Thank you.
roundabout, take the third exit onto Herman Park Drive, then turn right onto Fannin Street. Take the fourth exit onto Montrose.